Mèo là một động vật có khả năng tự làm sạch cơ thể rất tốt, đặc biệt là làm sạch đôi tai của mình. Tuy nhiên thì mèo đôi khi vẫn cần bạn hỗ trợ trong việc vệ sinh bộ phận này. Và đây cũng sẽ là cơ hội để bạn có thể thường xuyên kiểm tra tai của mèo để phát hiện ra những vấn đề tiềm ẩn bên trong và tránh cho chúng không trở nên nghiêm trọng hơn. Thời điểm để kiểm tra thích hợp nhất luôn luôn là những lúc các bạn ấy buồn ngủ. Và đặc biệt là tránh những lúc mấy đứa nó tăng động như thế này nhé. Kiểm tra tai mèo vô cùng đơn giản. Những nơi nhiều ánh sáng sẽ giúp cho bạn nhìn được rõ ràng nhất tai của bé. Bạn chỉ cần nắm nhẹ phần chóp tai và xoay ráy tai từ bên trong ra ngoài như thế này cho đến khi nhìn rõ là được. Đây là tai của bạn bé tí. Một đôi tai bình thường và sạch sẽ. Tai sẽ có màu hồng nhạt, ít ráy tai, không bật và đặc biệt là không có mùi hôi. Còn đây là tai của sâu và nhem. Một đôi tai cần vệ sinh ngay tức khắc. Nhiều ráy tai màu đen, ướt hoặc khô, có mùi không được thơm tho cho lắm. Dạo gần đây hai bạn hay bị ngứa tai, gãi liên đảo về đêm, đầu lắc liên tục và có mùi hơi khó chịu. Đây là những biểu hiện ban đầu của việc viêm tai và mình hoàn toàn có thể xem xét và tự vệ sinh tại nhà. Nhưng nếu mèo của bạn có hiện tượng chảy dịch, chảy máu hay nặng mùi hơn nữa thì nên đến các bác sĩ để kiểm tra để tránh những trường hợp trở nên nguy hiểm hơn nhé. Dụng cụ vệ sinh tai tại nhà gồm có tăm bông loại đầu tròn, nước muối sinh lý, thuốc trị viêm tai. Và cuối cùng không thể nào thiếu được, đấy là những chú mèo tai thúi này đây. Bạn dùng một đầu của bông tăm tẩm vào nước muối sinh lý, sau đó lau qua một lần để những phần ráy tai còn cứng sẽ được làm mềm ra và dễ dàng lấy ra hơn. Sau đó dùng đầu còn lại để lau khô, không để tai bé mèo quá ướt và sẽ gây khó chịu cho bạn ấy. Cuối cùng là nhỏ thuốc, bạn sẽ nhỏ 0,5ml vào tai của bé, sau đó úp tai xuống và dày đều cho thuốc được khuếch tán hết vào trong tai. Nếu mèo của bạn quá dãy ruộng thì có thể lấy khăn mềm để quấn quanh mình của chúng, hoặc mình có một tip nhỏ, đó là đặt mèo nằm ở giữa hai chân và khép hai chân của bạn lại. Vừa bớt sợ hãi mà bốn chân của mèo cũng sẽ bị cản lại và khó có thể chạy ra hơn. Một ngày sẽ cần nhỏ thuốc 2 lần và theo dõi trong vòng 1 đến 2 tuần cho đến khi mèo của bạn hoàn toàn hết các triệu chứng như là ngứa ngáy, khó chịu và mùi hôi ở trong tai. Đối với các bạn mèo khỏe thì chỉ cần vệ sinh bình thường, bỏ qua bước nhỏ thuốc này nhé. Chúc những chú mèo sẽ có một đôi tai sạch sẽ và thơm tho. Và đừng quên ấn like nếu video này có ích và đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm thật nhiều những video thú vị khác nữa nhé.